che đôi mắt thấm ướt khi biệt ly. Nghe tim mình giá buốt, hỏi còi sẽ nát không gian, xót thương vô vàn, nhìn theo bóng tàu dần khuất trong màn đêm. Tiếng hát của chiếc Sapphire em vừa mở để mời các bác nghe qua, em test đĩa than đó. Vâng, em đến là mặt A nhé, mời các bác nghe mặt B ạ. Đây là đèn gió sóng ạ, FM thì 108 này các bác nhé. Đấy, đảo tự đảo đĩa ở trong nhá, đang lật mặt kia. Múa đen rất đáng để sưu tầm. Cái này thì sử dụng, bác sử dụng cái gì thì bác tự sờ vào nó thì nó sẽ chuyển luôn, không phải chuyển mạch, tự động chuyển mạch ạ. Rất đẹp nha các bác nhá. Đầu tiên để chúng ta triển khai định hướng về phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ninh hướng để cho tất cả mọi chức năng hoàn hảo các bác nhá. Đó là yêu mô đen này thì liên hệ với chúng tôi các xe em ạ.